Xin chào các anh chị khách hàng của Hakawa Việt Nam. Trong video lần này thì Hakawa sẽ mang đến cho chị về một cái dòng sản phẩm than nhôm rút inox chữ A với bản hiệu HK19A. Và đây sẽ là một dòng sản phẩm than rút ở một cái mức giá bình dân để anh chị có thể dễ dàng sở hữu, phù hợp, hỗ trợ các công việc trên cao trong gia đình. Đối với HK19A thì chúng ta sẽ có chiều cao thu gọn là 90cm, rất thích hợp để anh chị có thể đặt trong bất cứ không gian gia đình nào một cách gọn gàng. Cách thức sử dụng thì lại vô cùng đơn giản. Anh chị chúng ta chỉ cần tháo dây đai và chọn cho mình một chiều cao mong muốn. Và sau đó rút từng bậc thang lên. Cách thức rút lên vô cùng êm ái bởi vì chiếc thang rút inox chữ A này được thiết kế theo dạng anten, cho nên chúng ta có thể sử dụng một cách rất dễ dàng. Sau khi đã chọn cho mình được một chiều cao ưng ý thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu dang hai phần thang ra để có thể có cho mình một chiếc thang ở hình dạng chữ A. Đối với HK19A thì chúng ta sẽ có chiều cao chữ A tối đa mà anh chị có thể sử dụng là 1m9. Và chiều cao gấp đôi lên khi anh chị chúng ta mở sang dạng hình dạng chữ Y thì sẽ có chiều cao là 3m8 để anh chị có thể sử dụng. Đối với những dòng sản phẩm than rút inox đến từ thương hiệu Hakawa đều có thể chịu được trọng tải lên tới tận 300kg, cực kỳ an toàn cho chúng ta sử dụng trong gia đình. Sản phẩm than rút inox chữ A HK19A thì được làm từ chất liệu inox 201, kèm với đó là độ dày của ống than lên tới tận 1 ly để anh chị có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra thì trên phần bậc thang còn được thiết kế các thanh chống trượt để giúp anh chị có thể leo lên chiếc thang một cách an toàn nhất, và khoảng cách giữa các bậc thang với nhau là 30cm. Đối với HK19A thì chúng ta sẽ có tổng cộng cho mình đó chính là 6 bậc thang cho mỗi bên. Nói về sự an toàn thì chúng ta còn có thêm ở phía dưới chân thang đó chính là hai phần thanh ngang được gia cố. Hai phần thanh ngang này sẽ có bọc những cái đệm cao su để giúp cho chiếc thang của chúng ta không bị trơn trượt trên những địa hình gạch men hay những địa hình dốc cần mà chúng ta sử dụng đến. Điểm đặc biệt của chiếc thang rút inox HK19A đó chính là còn được thiết kế thêm các thanh nẹp gia cố ở phía dưới bậc thang cuối cùng để giúp cho thang của chúng ta vững chắc hơn. Với các dòng than rút inox đến từ thương hiệu Hakawa, anh chị đều được bảo hành chính hãng 1 năm, 1 đổi bột trong vòng 15 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Và nếu thực sự quan tâm về sản phẩm này và muốn mang về cho gia đình, anh chị có thể truy cập trực tiếp vào website hakawa.vn hoặc có thể để lại ngay thông tin liên hệ của mình bên dưới, sẽ có đội ngũ nhân viên của Hakawa liên hệ tư vấn và giao hàng toàn quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.